Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông Sơn điều khiển xe máy biển số 53Y9-3538 lưu thông từ quận 1 về nhà. Khi đến quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh, người đàn ông này xảy ra va quẹt với một thanh niên điều khiển xe máy chạy cùng chiều. Sau va chạm, giữa hai bên xảy ra cự cãi nhưng được người đi đường can ngăn. Tuy nhiên, cả hai chạy đến trước hẻm 153 thì tiếp tục cãi vã. Lúc này, đối tượng thanh niên dừng xe lao đến tấn công. Ông Sơn bỏ xe chạy vào một quán phở gần đó để lấy ghế phản kháng nhưng bị đâm tử vong. Nghi phạm sau khi gây án đã lên xe tẩu thoát.